Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ nổ tại nhà tù Isen ở thành phố Yangon, Myanmar. Hãng tin Reuters trích dẫn cổng thông tin độc lập Myanmar Now cho biết trong số người bị thương có 3 nhân viên và 5 du khách. Có 2 vụ nổ tại nhà tù Isen, vụ đầu tiên xảy ra lúc 9 giờ 40 phút ngày 19 tháng 10, gần quầy bưu kiện, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Người dân địa phương nói với đài BBC rằng có 2 quả bom bưu kiện đã nổ gần lối vào nhà tù. Các phóng viên của BBC sau đó cho biết bom đã nổ trong phòng bưu kiện thư của nhà tù. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và điều tra ngay sau khi có tin báo. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cũng theo BBC, Isen là nhà tù lớn nhất Myanmar, có tuổi đời hàng thế kỷ, nổi tiếng với điều kiện giam giữ khắc nghiệt, với gần 10.000 tù nhân, trong đó có hàng ngàn tù nhân chính trị kể từ cuộc đảo chính vào năm ngoái. Myanmar hiện do chính quyền quân sự điều hành, người phát ngôn của chính quyền quân sự hiện chưa lên tiếng về vụ việc.